Bây giờ mình nói á, cơ vận là có đức huỳnh phú sổ sẽ tái lâm, nhưng mà trong lòng người không còn ai tin đức huỳnh phú sổ nữa, ngài có muốn tái lâm hay không? Ngài là Phật mà, ngài xuất hiện là ngài xin là gì? Chúng ta cầu Phật, Phật hiện. Chúng ta không cầu thầy, thầy sẽ không hiện nghe. Nên nhớ mấy vị nói, sư phụ cũng có nói, nước Việt nó có nghiệp nặng là chỗ đó. Con hạ phàm xuống đây cũng là gì? Nhân sinh cầu con, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng phù hộ phổ độ chúng sanh. Đức thầy cũng vậy. Bây giờ cao đồ là đi hết rồi, hắc đồ không cầu thầy, không tin thầy, thầy có xuất hiện không? Cho nên phải coi lại, đừng có nghĩ là đức thầy có nói 20% còn lại là do cái nghiệp lực của chúng ta nữa đó. Kinh điển sấm cơ là một chuyện, kinh điển nó cũng giống như một cái software điều hành, một cái bộ phận, một cái máy bằng sắt bằng nhôm, nó phải hợp thời hợp cảnh. Bây giờ á, mình nói giả sử như Phật Di Lặc mà không ai tin Phật Di Lặc, mà ở ngoài đời Phật Di Lặc xuất hiện thiệt mà không ai ủng hộ ngài, ngài cũng vẫn không là Phật Di Lặc, ngài cũng vẫn để cái nhân loại chìm đắm trong u mê và trong lặng thục, trong cõi ta bà này. Tại nhân loại không nhìn ngài, làm sao ngài làm việc được? Đó là tối cao á. Hôm nay con nói chuyện hơi cao rồi đó, tại vì bình thường mình thấp, mình nói chuyện thấp mà. Thầy trong ngày, thì hôm nay tại có cao đồ, có cao tăng ngồi đây nè, đầu vàng nữa. Ở cõi vô vi và cõi hữu hình mình, nó phải matching với nhau. Bây giờ con không phải là Minh Dương, để cho 20.000 dư luận viên nó đón con là Minh Dương, nó chửi con, nó đưa con lên để mà cho người ta ghét con đi. Nó nói con ngã mạng, con không có ngã mạng. Con nói giả sử con là Minh Dương, 100 triệu người không nói con là Minh Dương, thì làm sao con là Minh Dương được? Bây giờ Đức Thầy mà có xuất hiện trước mặt cả nước Việt, miền Tây, ngài chỉ cần miền Tây trước rồi đã, không ai nhìn ngài là Đức Thầy, thì ngài cũng đâu phải là Đức Thầy. Nó ăn thua nghiệp lực của chúng sanh nữa. Để coi đây, trả quả bao nhiêu. Nếu không Đức Thầy khỏe thôi, tôi về với Phật A Di Đà, tụi mày lì quá. Tức là mình thương con mình, mình cứu con mình, tại Phật trời coi chúng ta là con. Mà con của mình nó lì rồi, mình nói nó không nghe, nó không đưa tay để cho mình kéo nó lên khỏi ra đóng bùng, thì sao Phật kéo nổi? Cái đó cũng là nghiệp phải không? Bây giờ thí dụ như ông Trump, ông muốn trừng trị một cái thằng mafia dân chơi, ông đang có quyền hành toàn vũ trụ, toàn nước Mỹ này. Ông đâu phải là chuyên nghiệp để đi bắt dân chơi. Nhưng mà con nên nhớ Phật tổ phải tuân lệnh của Ngọc Hoàng đúng không? Đó là dưới quyền Ngọc Hoàng, Thượng Đế cũng làm được. Nhưng mà cái đó không phải là lãnh vực của ngài. Ngài không phải là cảnh sát, ngài là tổng thống, ngài lo tất cả mọi chuyện lớn chuyện nhỏ. Còn nếu một tài thiên, một dân chơi, cả triệu dân chơi, chẳng lẽ ông Trump ông tóm ngài ông đi rượt dân chơi ông bắt hoài à? Cho nên con coi cái đó cũng là điển viết xuống để cho mình học, để chứng minh cho con biết. Tại con hỏi thì là Ngọc Hoàng lớn hơn Phật tổ mới ra lệnh cho Phật tổ được. Phật Bạn Anh cũng phải tuân lệnh Ngọc Hoàng đúng không? Là tất cả là thật, ở ngoài đời trong vũ trụ cũng thật. Còn ông Hoàng Đế Thích trong kinh Lăng Nghiêm chỉ là một vua trời, cũng là ông trời mà ông trời nhỏ. Nó có ông trời nhỏ, ông trời vừa vừa, ông trời bự. 36 tầng trời là 36 ông trời. Cái này chưa ai nói, nhưng mà chú biết là trên nói như vậy. Thượng Đế là lớn nhất, rồi những vị Phật á là cũng giống như là học ra có cái bằng thầy giáo đi dạy mình vậy thôi. Ngọc Hoàng lớn nhất, cái hồn của con á
là một cái chiếc thân của Thượng Đế đang cho trong người phải không? Tại sao hồi xưa Phật Thích Ra ra đời, mẹ Maya sanh ra, mới sanh ra Phật đi bảy bước, thiên thượng mọc cái bông sen, trên có cha ta là Thượng Đế. Trong kinh Phật có nói không? Thiên thượng cái kia mọi người chỉ lên, ta chỉ lên thiên thượng thiên hạ, cái Phật chỉ xuống dưới đất mọc cái bông sen. Duy ngã tất cả trên thế gian này chỉ có một cái đạo, một cái ấy thôi, duy nhất thôi, duy ngã mọc cái bông sen độc tôn, nghĩa là ông trời lớn nhất. Phật Thích Ca đã nói vậy rồi, lúc mà bước ra đi bảy bước á, mọc bảy bông sen. Huống hồ khi mà Phật giảng đạo trong rừng thì lúc đó 400-500 đệ tử, có một vị đệ tử nào cũng quên ta, không biết Ngạ Nàng hay Mục Liên hay Xá Lợi Phất gì không biết, hoặc là hỏi Thế Tôn trong 45 năm ngài dạy chúng con có cái gì mà Thế Tôn chưa có dạy. Thì lúc đó mùa thu lá đang rớt, Đức Phật hốt lên năm lá: tất cả 45 năm ta dạy các con chỉ là mẩm lá thôi, anh An phải không? Với năm lá thôi mà con tưởng tượng ngồi trong cái rừng bao nhiêu lá nó rớt vậy, quá trời đúng không? Phật chỉ nói chuyện của Phật thôi, cũng giống giờ con đi vô con học pharmacy, con biết pharmacy thôi chứ con làm gì con biết chế gì mạch. Thì Phật chỉ nói phần của Phật thôi, Chúa cũng nói phần của Chúa thôi, ông Mohammed ông chỉ nói phần của ổng thôi. Thượng Đế là cái gốc cây, Phật giáo là một nhánh cây, Công giáo là một nhánh cây, Hồi giáo là một nhánh cây, Ấn Độ giáo là nhánh cây. Cái cây nó có nhiều nhánh, rồi nó có nhiều nhánh nhỏ. Nhưng mà khi cái cây nó phải lớn, nếu mà con là người trồng cây, cây kiểng á, con phải cắt nhánh cây. Hôm nay là tất cả các đạo, đạo thánh, đạo tiên và đạo Phật, ba tôn giáo sẽ nhập lại thành ra là đạo ông trời á, đạo thiên là cái này, gọi là tam giáo đồng nguyên là chỗ này. Còn bao nhiêu kinh điển từ xưa nay người ta giải thích á, ồ đạo hờ, đạo khổng, đạo tử gì đó là không có đúng. Đạo tiên, đạo Phật, nó ba loại á, ba loại đạo sẽ nhập ra thành một đạo. Cái ông trời lớn nhất đó con, tại vì khi mình xuống trái đất này, cái lại gia thức của mình là cái sim trên đầu, cái thần hồn của mình. Ngược lại chư thiên ở trên cũng vậy, nếu không có người hung dữ, chư thiên không có chịu tu, không có chịu biết khổ, biết làm từ thiện, biết làm tạo phước, mình mới ngồi đây con cũng là chư thiên. Mình không có người dữ, mình sẽ khó làm người hiền lắm con. Cho nên khi mà con có thằng chồng con mà nó rất là ăn nhậu bê bối, nó làm cho con khổ, mà khổ cực kỳ khổ nghe, thì lúc đó con sẽ là một người vợ tốt. Tại nếu mà con quậy nữa thì đứa con nó sẽ khổ theo. Thì cái luật nó đi như vậy. Nhưng cái quả địa cầu này và cái vũ trụ này đang tận thế, nó đi theo chu kỳ, nó đi theo cái ngày, cái giờ. Đúng ngày giờ thì cái thiện sẽ nổi lên 3.000 năm là mình sắp sửa hưởng được cái phước này, cái thời vàng kim của Phật Di Lạc. Khi hết 3.000 năm nó tới hết thượng thượng quân, tới trung, tới thượng trung quân, trung trung quân, hạ hạ quân, mình đang hạ hạ quân, nghĩa là nó đi theo chu kỳ cứ thế mà là tới lui. Mục đích cuối cùng rồi, tất cả chúng ta ngồi đây sẽ đều thành Phật hết. Nhưng mà người nào thành Phật hôm nay ngay lúc này, hay là thành Phật 1.000.000 năm sau cũng thành Phật. Thì mọi nhân loại chúng ta đều phải về trời hết, chứ mình không còn ngồi đây. Mà nếu không có cái người ác thì làm sao con làm người thiện được? Thì ở bên cõi vô hình á, một cái người hung dữ của mình ở đây chết, thành một người hung dữ ở bên kia, nó gọi là yêu. Mà người hiền chết gọi là ma.
còn cái người ích kỷ chết gọi là ngạ quỷ, là cái cổ cổ ốm ốm á, thiếu ăn á, là tại họ ích kỷ, nó nhiều tầng ở bên kia. Thì đa số chúng ta là ma. Bữa nay con là người một chút, con có chuyện gì con là ma. Bác hôm nay ngồi đây, thời gian sau bác cũng là ma, đúng không? Ma cũng là chúng sanh của ông thổ địa với sơn thần. Thì qua bên đó mình không có cái cơ hội hơn hiện giờ thôi à. Nó chỉ khác nhau một chút, khác nhau 10 chút chứ không phải một chút. Tại bên kia đó mình không có quyền lực nhiều như hiện giờ. Hôm nay mình có tiền, mình cho ra. Hôm nay mình còn mang xác người, có thể là đạp con kiến mà mình né, mình không đạp là mình làm phước. Bên kia con là ma, con chỉ có chạy theo chùa, theo này kia. Khi mà Phật tử cầm kinh đọc thì con đứng con nghe. Cũng giống như mỗi khóa tu trong chùa, mấy con ma là mấy con ma mừng nhất, là tự vì khi có khóa tu nó cũng vô ngồi thiền chung với người mình. Kế bên, ở đây có mấy đứa ngồi nè, cái hữu thấy mà một đống, thì nó cũng tu. Nhưng mà khi mình mang thân người thì mình còn có khí dương á, thì mình thăng tiến lẹ hơn, cho cái trí não mình nó mở ra ánh sáng nhiều, là trí thông minh mình lên. Nhưng mà con ma nó toàn là khí âm không à, nó tu chậm hơn mình. Ví dụ mình ngồi một tiếng thì mình đã vô định đi, nó phải ngồi ít nhất á lộn cỡ 10 năm á còn chưa định nữa. Nó dở hơn mình là tại vì nó là vô vi mà, nó là thần hồn, nó một luồng điện thôi, thì nó đâu có thân người đâu mà tu. Nó cũng được nhưng mà rất là lâu. Còn khi Phật tử thì tới 12 giờ trưa được ăn, thì mọi người cho lấy tô bún tô cơm ăn. Còn nó muốn ăn á là phải xin ông hai có hàng hộ pháp. Nó chỉ được tu thôi, chưa chắc được ăn. Chỉ buổi chiều á chị Bảy cho nó gì nó ăn đó thôi. Cho nên mất quyền tự do rất là cao. Cho nên con nghĩ con mang thân người quan trọng, hay là con muốn làm ma quan trọng. Thì bà nói là thánh phàm đồng cư địa của thời Thượng Quấn. Hôm nay con đã sống chung với thần thánh cũng nhiều rồi đó, tự con thấy. Thì sau này mấy vị sẽ hạ phàm nhiều lắm.